Xin chào ông bà cô chú nha. Chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Nông Dân Vlog của mình nha. Hôm nay mình không có nấu ăn cả nhà. Mình sẽ đi quay cái cuộc sống cũng như là cái công việc làm của cô chú ở quê hương Cầu Đỏ của mình cho cả nhà xem nha. Và cả nhà cũng cùng mình khám phá cái con lậu câu tóc mới cả nhà. À, xem cái cách người ta thi công cái con lậu câu tóc như thế nào ha. Mình ghé vô thăm Dượng Ba coi Dượng Ba đang làm gì cả nhà. Có nhà Dượng Ba đang tính đi đâu vậy? Chuẩn bị đi giúp đất dưới nhà chú Bảnh chứ hả? Giờ mình ghé thăm Dượng Ba chút thì Dượng Ba cũng chuẩn bị đi làm rồi cả nhà. Thì ba vợ con dắt chưa buồn buồn ca cho đỡ buồn chứ đâu có gì đâu. Có từ nào mà? Không có mình à. Thì cái cuộc sống của người nông dân mình ở đây cả nhà. Thức khuya dậy sớm thì sáng sớm cỡ 5 giờ thì người ta thức đã đi làm mày, giờ này về ăn cơm chút xíu, nghỉ trưa xong chút xíu khoảng đầu giờ chiều đi làm nữa. Thì bây giờ mình ghé thăm Dượng Ba, Dượng Ba cũng chuẩn bị đi làm mà cả nhà. Dượng Ba đi dít đất tiền bắt tâm cạn qua có chưa Dượng Ba? Có rồi. Có hả? Sao không con có lấy rồi? Tôi tưởng nó chưa cái trả cho mày. Có rồi. Dượng Ba đây cũng có nuôi gà nữa nè cả nhà. Gà này gà có Dượng Ba hay gà của Kha? Gà của Dượng à. Dượng dạ. Ba con gà mái đẻ một con có được có 5 con giờ bàn tay. Gà này cũng đẹp quá nè. Mà nó nhỏ con. Rồi nó có đẻ chưa? Nó chưa mà chưa đó, con gà này chưa đẻ chứ con gà mái con bự hơn con gà này sao mà chưa đẻ được, con gà mái trắng nó cho nó ăn mập cho nó ăn nhiều vô là nó ăn đủ một bữa nào cũng hai ba giá không rồi hai nắm bốn con ăn không hết. Dạ. Thôi Dượng Ba đi làm đi con đi nha. Nó mà nó ăn dữ lắm mà sao nó không đẻ gà mái bông trồng bự hơn con mà con gà này nữa. Hay Dượng Ba cũng đi làm mày cả nhà. Giờ mình đi vòng vòng qua bên sông xem cô Kim Tùng với Thím Hai đốn lá như thế nào ha. Rồi mình sẽ quay cho cả nhà xem nha. Ở đây có Thím Hai với cô Kim Tùng đang đốn lá cả nhà. Lá này đốn xong cái xé ra phơi như vậy nè, rồi khô quá ra bán cho ghe tự lại chở cả nhà. Thì bên đây thì người ta cũng đang làm lúa nè. Vụ lúa này là vụ lúa đông xuân, vừa làm lúa và vừa nuôi tôm luôn á cả nhà. Thôi mình đi lại coi Thím Hai với cô Kim Tùng đốn lá như thế nào ha. Cái này mình đốn lá để mình bán lá xé hả gì cô? Bán lá xé bằng bằng lấy nhà lập luôn rồi dựng nhà. Lập nhà dựng nhà đâu đó ha. Lọt nhà bằng lá xé. À. Cái này dựng luôn. Đốn lá này cực dữ không cô? Đốn lá này cực dữ không? Quá vậy nó cực hơn cái nào hết trơn lá lá này. Dạ. Quá cực ha. Ừ. Cô làm cái nghề lá này khoảng bao nhiêu năm vậy? À, làm hồi đó tới giờ không biết nhiêu năm nữa, hồi mười mấy tuổi tới giờ. Nói đại mấy chục năm đi ha. Ừ. Hồi mười mấy tuổi tới giờ đó.
cái này mình sẽ đốn xong cái mình xé, xé cái sắp như thứ hai vậy đó ha. Sắp vậy đó, cái bán cho ghe. Cái khô cái ghe người ta chạy lên đây người ta chở, người ta dắt lên người ta. Cái này mình bán trăm hay là bán sao? Trăm ngàn. Trăm viên trăm ngàn ha. Còn mình đốn muốn cho người ta như gì, ăn trăm có 50 ngàn. Nhà trả cho mình 100. À. Vậy là cũng như chia hai vậy ha. Chia hai với cả nhà. Thì thím hai đang sắp lá ra nè cả nhà. Thấy phơi khô như vậy là ra người ta mới mua cả nhà. Nhưng mà cũng không có khô quá. Hơi héo là người ta trả rồi. Ba mét đó được rồi, còn lôi mét lôi lại đây đi rồi nghỉ bò của mình phơi đó. Lôi mét lên. Cấp này đâu có dầm lá nữa thế mày? Dạ hả? Cá này thì mình nở nó khỏe thôi. Nó mát mẻ hơn. Mát. Mà lá này thường thường người ta bán mấy cái vùng Cà Mau với mấy vùng núi rồi đó ha. Cà Mau với những đó. Núi sập rồi đó. Trời nắng này ở nhà lá mát lắm. Cực dữ lắm. Hai ba công đoạn vậy đó. Cái này mình chịu khó mình đốn là một ngày khoảng cỡ mình bán mình tính ra tiền á, ngày cỡ 200 ngàn không cô? Mà ngày chắc cỡ 400 à. Nếu mà mình bán mình tính ra tiền mình tính ra tiền á cỡ 400. Thẳng thét luôn là ngày mình kiếm khoảng cỡ 400 ngàn ngày ha. Cũng nhiều quá ha, nhiều con cái nó cực. Con cái nó cực mà nhiều thì nhiều tính là. Có bữa 200 cũng không cần nữa, mệt đó. Bữa nào khỏe thì đúng nhiều vậy đó. Còn bữa nào mệt đó thì mình đúng hơn. Bữa nào khỏe thì đúng nhiều, mệt thì ít, đúng ít chút. Còn cái này mình đúng muốn cho người ta thì có ngày có ra 200 ngàn. Vậy là cái đường ống để người ta đặt, người ta bơm cát này cả nha. Rất là xa luôn. Lại xem coi mấy chú số máy hả cả nhà. Chào mấy chú nha. Đang sửa máy hả mấy chú? Đứng xem coi mấy chú đang chỉnh cái máy bơm cát này cả nhà. Lâu quá mới gặp ha. Dạ. Cái máy hơi nô quá cho bự luôn. Hai cái ống khói luôn. Vô rồi. Đó, xíu rồi vô rồi nè. Xíu cái này ở vô à. Rồi chạy lên dưới lên bình bình. Yeah. Cái đường ống này mình đặt tự ngoài xà lan vô tới hôm nay mấy cây số không chú? Ba cây số hả? Quá trời xa luôn. Xa xa cái mình đặt cái máy gì mình bơm tống ha. Mở này ra đâu. Bắt được ống mình tết luôn. Xem cái máy này cả nhà, quá cho bự luôn cả nhà. Đường ống, giữ dàn đường ống luôn. Dễ cái thợ bật liêu hoàng lắm. Cả nhà xem cái máy cả nhà, quá trời cao quá trời bự luôn. Đứng cao hơn cái ngực của mình luôn á. Anh nói thợ bật liêu hoàng quá. Liêu hoàng con. Này mấy chú quê đâu rồi mấy chú? Quê An Giang. Quê An Giang hả?
An Giang xứ Bạc Liêu. Chụp cái chìa khóa là học bên kia chụp cái nó xe chứ chìa khóa của nó không chụp vợ bạn hay lắm, nhớ chụp nó. Quay ngay cho ông này nè, ông này sao quên nè. Quay đăng lên xong cái cho bà xã nhìn coi xem á, bà xã đỡ đỡ nhớ. Bà xã đâu có chồng nữa. Đâu đâu còn bà xã nữa. Ông này ông chết vợ rồi, vợ ông chết rồi. Ông nhớ ông quay lại đi. Đốt nhà mày gắn chuyện. Chiều nó điện bon 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 nó, trời ơi. Má mày dám hết tao rồi. Chết vợ. Cái ống này rất là nặng luôn á cả nhà. Cẩu Ba Lan. Hôm qua thấy từ dưới chẹt lôi lên 8 người lôi muốn không nổi nữa. Nặng lắm, nặng. Đây là cái chiếc chẹt cả nhà, chiếc chẹt này chở hai cái máy luôn. Ở dưới chẹt là còn cái máy dưới cả nhà. Máy cũng rất là bự luôn. Quê mình ở đây thì lúa với tôm á cả nhà. Ở đây người ta cũng làm lúa nè. Thì từ chỗ mấy chú sửa máy hồi nãy cả nhà đi tới đây khoảng 500m ha. Thì cái đường ống cũng kéo tới cái đằng công trình đằng này sắp tới nè cả nhà. Là cái đường lộ cao tốc người ta đang thi công đó. Từ chỗ cái con lộ này chạy dài ra tới chỗ xà lan đậu ở ngoài sông cái cả nhà là khoảng 3 cây số, là cái đường ống người ta kéo như vậy nè. Mỗi một cái máy bự như hồi nãy đó, máy hino bự á, là cách 1 cây số người ta đặt 1 cái để bơm á, bơm cho nó tống đi cho nó mạnh cả nhà. Đây cũng còn dư mấy cái ống người ta bỏ đây nè cả nhà. Ống này như bể có một số bể, một số còn nguyên cả những cái nhà. Thì mấy ống này người ta sẽ nối thêm nữa. Đây là quán quê cả nhà. Đây có xe bánh mì luôn. Đây cũng có bán nước nữa cả nhà. Xe nước mía. Qua wow, cái bầy chuối này. Bầy chuối ngon quá. Thôi mình đi tại cái công trình coi mấy chú làm như thế nào cả nhà. Coi máy móc cẩu đồ quá trời bự rồi cả nhà. Cẩu này người ta giọng 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 cừ bi tông rồi cả nhà. Mấy tháng trước công trình chưa có khởi công á cả nhà. Ở cái con đường này giống như là một cái rừng vậy cả nhà. Ở đây đất ở đây đa số là đất luôn. Bây giờ người ta phá ra người ta làm cái tuyến cao tốc Cần Thơ về Cà Mau cả nhà. Ở đây người ta mới khởi công khoảng mấy tháng à. Người ta sẽ bắt cây cầu qua cái con sông này. Cái con lộ này là cái con lộ ngày xưa nè cả nhà. Bây giờ người ta sẽ làm cái con đường đi tạm cho mình đi vòng đường trong ngày qua ha. Bây giờ mình sẽ vô trong mình xem người ta làm cái dòng móng ha. Làm nè bác Sáu. Ừ. Bác Sáu làm đây ngại nhiêu vậy?
Đây là bác Sáu cả nhà. Giờ mình sẽ đi qua đây coi người ta làm ha. Cái này là người ta đang làm cái dàn móng của cây cầu á cả nhà. Đây là cái móng cầu thì ta làm như vậy nè cả nhà. Quá trời cái chân cầu quá lớn rồi cả nhà. Khủng khiếp chân cầu luôn. Ta làm cái thang để đi lên cái trên đó đó cả nhà. Không biết người ta làm gì trên đó. Chân cầu, cái dốc cầu đó cả nhà, người ta đã làm hoàn thành này nè ha. Quá trời luôn. Người ta không có cho mình lại gần để quay cả nhà. Người ta tránh cái tình trạng cái sự cố đáng tiếc xảy ra ha. Mình cũng không có dám lại gần. Mình đứng hơi xa chút mình quay thôi. Có gì cái phiền phức cho người ta dữ lắm. Còn đây là cái máy trộn bê tông này cả nhà. Quá trời cái máy luôn. Máy này trộn không biết bao mấy trăm khối. Mình cũng mới đứng ở ngoài cổng, cách xa cổng khoảng 50 thước. Chứ mình lại gần người ta cũng không cho nữa cả nhà. Trời cũng sắp chuyển mưa rồi cả nhà. Mình xin tạm dừng video tại đây nha cả nhà. Cả nhà xem video của mình cảm thấy hay á thì ủng hộ cho mình một đăng ký kênh, một like cũng như là chia sẻ video của mình á cả nhà. Và nhớ nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất mình tải lên nha cả nhà. Mình xin chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe nha. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo nha. Bye bye.